Hôm nay mình đi Phú Quốc chơi thì sẽ quay lại những cái clip đi lên máy bay mọi người coi nha. Bây giờ thì mình đang ở trong sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đang làm giấy tờ chuẩn bị lên máy bay. Thì bây giờ đang vô hải quan test Covid, cái khai báo y tế là mình sẽ đến Phú Quốc khai báo y tế, mình với mẹ mình với em và mấy người anh em. Không, bây giờ mình đã lên máy bay, mình ngồi phía giữa. Đây là tiếp viên hàng không Việt Nam bay, dự tính bay qua Phú Quốc khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng mà mình bay 45 phút đã tới rồi, rất là nhanh. Bây giờ mình, gia đình mình đang ngồi trên máy bay, đây là con gái mình. Bay rất nhanh đi các bạn, 45 phút là tới rồi, dự kiến là 1 tiếng rưỡi, nhưng mà bay 45 phút là tới. Đó, bây giờ máy bay đang cất cánh nè. Cảm giác rất là khoái khi mà máy bay cất cánh lên lần. Bây giờ đang lên trên trời, đang bay lên rồi đó. Bay lên hơi, lúc mà bay lên đạt độ cao thì nó hơi ù tai chút xíu, nhưng mà cũng không có sao. Từ từ hết, đó giờ cao nè. Bay một lúc nữa là sẽ lên thấy mây không, không thấy nhà dưới luôn. Khi đạt độ cao rồi chúng ta sẽ ù tai luôn. Đó, bay chúng ta bay khoảng 45 phút, 45 phút là chúng ta sẽ tới Phú Quốc. Đó, và bây giờ chúng ta đang hạ cánh xuống nè, sân bay Phú Quốc nè. Gia đình mình giờ chuẩn bị lên xe khách đưa bà xuống đi rồi. Xe này chưa đi chuyển nhé, để chúng bay vào thì khách nhé. Mình bay trong dịp Tết tháng 1 là vừa mua trước đó 2 tuần là vé là 600.000 nha, 600.000 một vé bay Phú Quốc nha. Đây, tới sân bay Phú Quốc rồi, cổng chào Phú Quốc đây. Phú Quốc, đó, gia đình mình đang quay phim và chụp hình. Bây giờ mình sẽ qua nhà ông anh mình và ăn uống và nghỉ đây. Chắc mùng 6, mùng 7 hay là mùng 10 mình sẽ về. Và qua ông anh mình làm món gỏi cá chích nhé. Đây, rau sống đây, đi uống mấy lon bia. Qua tắm cũng mệt lắm, tắm thì sạch sẽ, giờ bày lên gọi cá chích ăn. Thôi chào mọi người nhé, mình sẽ quay những video hay mọi người theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình, hẹn gặp lại. Sáng mai anh test.